Có 3 sai lầm sau đây người mới bắt đầu làm video xây dựng thương hiệu cá nhân thường mắc phải dẫn đến video của các bạn quá kém sang. Xem ngay và khắc phục luôn nhá. Sai lầm đầu tiên là để điện thoại góc máy quá thấp. Các bạn thường để ngửa chiếc điện thoại ở đâu đó dưới mặt bàn và hướng điện thoại thường ngửa lên trên mặt giống như thế này. Quay góc này kém sang là đúng rồi. Cảm tưởng như các bạn đang đứng từ trên ngước xuống bên dưới khán giả, còn khán giả đang ngồi và đang nằm bên dưới ngửa mặt lên nhìn các bạn vậy. Chán lắm. Chưa kể là khoảng trống ở bên trên quá nhiều và chẳng để làm gì cả, làm mất điểm tập trung. Sai lầm thứ hai là để góc máy quá cao từ trên quay xuống. Ở góc này chúng ta lại cảm tưởng mình quá thấp bé, bé nhỏ. Nó sẽ làm cho các bạn thấy mình quá là thấp bé nhẹ cân, không có một chút gì gọi là chuyên nghiệp. Đừng quay góc này nếu không có một ý đồ kịch bản cụ thể. Và một sai lầm thứ ba là quay video mà không nhìn vào mắt cam điện thoại mà nhìn vào mặt của mình trên màn hình. Như thế này mà chẳng kém sang, chả khác nào bạn không nhìn vào mắt của khán giả mà lại nhìn vào cổ và ngực của họ vậy. Vậy thì cách tốt nhất là hãy sử dụng những chiếc chân máy này, giác kẹp điện thoại này, hoặc đơn giản là cầm điện thoại theo phương thẳng đứng song song với mặt của mình và bật cái đường lưới, đường grid line ở trên điện thoại sao cho khi mà mắt của các bạn sẽ nằm đúng ở trên cái đường lưới đầu tiên này và mặt ở giữa trung tâm của khung hình. Và tiếp theo, nhìn vào camera để nói chuyện thế này quá thân thiện và kết nối phải không nào? Rõ ràng là chúng ta đang nhìn khán giả face to face, đáng yêu không nào? Kết nối không nào? Hay không? Hay không? Hay thì sửa ngay thôi. Chúc các bạn thành công. Và mình vẫn là Nguyễn Anh Tùng. Hẹn gặp lại các bạn ở khóa học làm video ngắn.